Rồi, xin chào tất cả bạn ha. Mình là Tuấn Lang Thang đây. Thì hôm nay mình tiếp tục lên một số cây bonsai mini để bàn, cây thành phẩm nha bạn. Nói chung ngày hôm nay mình lên cây toàn là cầm tay thôi bạn ơi. Nó nhỏ gọn thôi. Đầu tiên là một cây mai chiếu thủy trung nu nha bạn. Cây vừa chơi bông xong. Đó, mình mới cun tàn vô á. Rồi cây này thì sửa lâu năm rồi. Đó, cây già nha, mà bộ đế này, bộ đế nôm nó sổ sổ xuống nha. Đó, chứ không phải đế trải ngang. Đây, còn chi cốt cành thì sửa cũng lâu năm lắm rồi bạn ơi. Nói chung là cây nằm chậu mà cốt cành được gì nè. Đó, đây ha, bạn có thể tham khảo ha. Đó, chi cốt cành mà nó cỡ này. Rồi, mâm tay thì bắt chuẩn chỉnh đàng hoàng ha. Rồi, nước dây này thì cũng là nước dây định hình cuối cùng để mình sắp xương râm thôi. Rồi là đây san hô cũng có sơ sơ rồi nè. Đó, những cái cốt như cốt số 1 mình bắt san hô có rồi đó. Cây này thì cũng là cây chơi bình thường thôi chứ cũng không có cây thi đấu gì bạn ơi. Đó, nhưng mà cốt cành có sẵn. Đây chi 1, chi 2, cái phong nằm giữa ha. Nói chung là chi nó đóng khá là chuẩn chỉnh. Theo đóng theo chi bài nha bạn. Đó, phong tàn thoát thân hơi cao. Đó, rồi phong tàn tàn cao ha, thoáng cây. Rồi thì đi vào thông số của cây nha bạn. Chiều cao của cây thì được là 24. Hoành thân mình đo vị trí này nè là được 15, tổng đế cây được 26, phần thoát thân này chắc cũng được 1 tấc 2 nha các bạn. Rồi cây đầu tiên nè trong clip ngày hôm nay là cây mã 27B ha các bạn. Đó, rồi sẵn chỉ cho bạn cái nhược điểm ha. Bạn có thấy cái thẹo ha? Đây cái thẹo này thì nó bằng ngón tay cái mình. Đây ngón tay cái để vô là đầy thẹo ha các bạn. Đó. Rồi thì chỉ có cái thẹo đang cuốn vô cũng gần hết rồi bạn ơi, xử lý keo sạch sẽ kỹ lắm. Nói chung cây này cũng là một cây sưu tầm để mình chơi. Cây này nói chung là nuôi chậu không nha bạn, chứ không có thả đất nha. Rồi cây 27B này mình xin giao lưu với tất cả bạn, mình giá là 1.200.000, đã bao gồm phí ship, và khi ship mình đi mình bao luôn cái chậu ha. Và cây thì nó đã ăn trong cái chậu nè. Đó, về là bạn có thể là thay luôn chất trồng mới là ok rồi ha bạn. Đó, để cho bạn là chắc ăn là cây mình chuẩn chỉnh mạnh khỏe đàng hoàng ha. Rồi bạn nào có yêu thích cây này cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình nha bạn. Rồi tiếp theo là cây mã 28B ha bạn. Là một cây linh sam song hình. Đó, bộ đế nó giống như là một con thú ngồi vậy các bạn. Đây với đây đế mình chưa khui hết ha. Đó. Rồi cây này thì cũng thuộc cây già thuần chậu rồi. Nói chung cây này là cũng cây cũng thường thôi bạn ơi, cây nói chung là có để chơi cho nó đẹp thôi, mặt tiền thì ở đây ha. Rồi đó, cốt cành có sữa nha bạn. Đấy ha, để là gần cho bạn xem nè, chi cốt cành là có sữa đàng hoàng hết ha, chứ không phải là cây cắt tàn phơm sơ sơ ha. Nói chung là cây này cũng là thuộc dạng cây bình thường thôi. Nói chung để anh em mình mới tập chơi hoặc là chơi những cái cây bình thường cho có đa dạng chủng loại thôi, chứ không phải là cây đẹp cây đẳng gì nha bạn. Đó, cây mã 28B ha, linh sam song hình. Cây này mình cũng mới vừa chơi bông nè, mới cun cái tàn vô lại nè bạn ơi. Hôm nay mình chơi bông nó cây nó rộ bông, nhưng mà tại vì mình không có thời gian để mà quay lên cái lúc mà cây rộ bông để giao lưu với bạn á. Đó, rồi rảnh giờ nào thì quay lên giao lưu là giờ đó thôi. Rồi đi vào thông số của cây nha bạn. Chiều cao của cây là được là 18 cm. Hoành thân mình đó vị trí này nè, được 10. Tổng đế thì nó được 20. Còn tán ngang của nó thì chắc cũng 18 20 gì đó bạn ơi. Đó. Rồi cây mã 28B này mình, cây linh sam song hình này mình xin giao lưu với tất cả bạn, mình giá là 400k thôi. Đã bao gồm phí ship, và khi ship thì mình sẽ gửi luôn cái chậu này cho các bạn ha. Đó, bạn nào yêu hoa tím thì chơi. Rồi chỉ bạn một cái chậu thì nó đã có mẻ ở đây nha các bạn. Nó để sau này anh em chậu là coi như để mình trồng hồi đó, giờ thì coi như mình khuyến mãi thêm cho các bạn ha. Chậu gốm đàng hoàng nha các bạn, gốm màu đàng hoàng nha. Rồi bạn nào có yêu thích cây 28B này thì cứ liên hệ qua số điện thoại trên màn hình ha. Sẵn đây các bạn có xem kênh của mình thì nhớ cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Cái thứ nhất để bạn theo dõi những cái video mới nhất mà mình ra về giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm những lúc mà mình làm cây đó bạn. Đó, cái thứ hai là để bạn tiếp thêm động lực cho mình để mình tiếp tục quay những cái cây lên giao lưu và chia sẻ những cái kinh nghiệm trong quá trình mình làm cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo là một cây mai chiếu thủy lá kim. Dòng này là dòng kim giòn nha bạn. Đó, nói chung cây này thì cũng là một cây hồi xưa là chiếc nhánh. Đây, ở dưới đây đế là mình còn, đây nè, cái mối chiếc nè, đế thì mình còn lắp để mình mồi cái đế
những cái rễ cho nó đều đây. Và ở dưới phần đế này á, mình có lót một cái miếng xốp ở dưới đây rồi nha bạn. Đó, bạn về vừa chơi cái bộ tàn rồi vừa nuôi cái bộ đế lại ha. Cây này thì nó nhờ được cái là cái bộ tàn nó sửa lâu năm lắm rồi. Đó, nói chung là sửa hồi lúc mà mình mua cái phôi chiếc này về, xong rồi mình đánh chi tàn vô ha. Nói chung cây này cũng thuộc là hàng chợ chơi thôi, chứ cũng không phải đàn hàng đẳng gì. Nhưng mà đặc biệt được cây kim giòn á, thì nó là nó ra bông rất là sai nha các bạn. Đó, bữa nay là bắt đầu chuẩn bị nó phun bông nè. Còn bông nữa, còn cái đám này khoảng 2 ngày nữa bắt đầu nó nở phun bông nữa bạn ơi. Nó chi cốt cành nó già nha, cây nuôi chậu, từ nhánh chiếc mà mình nuôi chậu nha các bạn. Nó bữa nay lên nu sù cho nè, những cái vết mình cắt cái vết là nó thành những cái vệt nu sù nha các bạn. Đây cũng có một mặt thẹo. Đó. Mặt thẹo thì nó bằng ngón tay trỏ. Đó, bằng ngón tay trỏ của mình thì cũng đang kéo rất là mạnh ha. Bạn cũng có thể quan sát cũng thấy ha. Rồi cây không có một bể bọng tầm bậy ha. Và đặc biệt một cái nữa là cây này á, mình bắt xương mâm chỉnh chỉnh đàng hoàng ha, chia mâm. Chia 1, chia 2, chia phong đây ha, lên đây nó lắc lượng nè. Rất là hay nha các bạn. Nói chung là một trong những cái dáng nó hay hay, mình biến chế theo tùy vào cái dáng cây mình sửa thôi bạn ơi. Đó, chứ nói chung là không có bắt buộc mà phải sửa như thế nào ha. Rồi đi vào thông số của cây nha. Chiều cao của cây được là 26. Hoành thân ở đây mình đo được là 11. Tổng đế thì mình hạo ở đây là được 18 nè bạn. Đó, nó khúc này nè, được 18. Đó, cây mã 29B này mình xin giao lưu với tất cả các bạn là chỉ là 550.000 thôi. Đó, 550.000 có luôn chậu nha bạn. Mình bao luôn cái chậu. Chậu này hồi đó mua cũng 80.000 hay gì đó. Rồi, thì bạn nào có yêu thích cây kim giòn này thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình ha bạn. Rồi tiếp theo là cây mã số 30B, một cây sam hương ha bạn. Đó, một cây sam hương, cái dáng bay bay quyền quyền ha. Cây này thì mình nuôi ở vườn mình cũng khá là lâu rồi bạn ơi. Đa số là nằm chậu không ha. Rồi chi tàn của nó thì bắt mâm rồi. Rồi cắt riết rồi lá nó rút lại cũng gọn rồi bạn ơi. Rồi thì ở đây thì mình cũng chỉ ra cái yếu điểm của cây sam hương này ha. Là ở đây nó đang bị tuột một cái đoạn này nè. Đây, từ đây qua đây nè. Nhưng mà có một cái thì đây, nhựa nó cũng đang kéo lên lại ha. Nói chung làm keo lại, rồi nữa cho nhựa nó bít lên lại rồi nữa. Cái đường thẹo này nó còn hay hơn các bạn ơi. Dòng sam hương thì nó kéo thẹo thì tốc độ lắm, bạn yên tâm ha. Đó, nó chỉ có tuột cái lưng ở đó một chút thôi ha. Còn chi tàn thì nó khá là già rồi. Đó, nói chung là cây này cũng là giá rẻ để cho anh em mình về sưu tầm có cây chơi trong vườn ha. Và sửa mâm tán cũng hoàn thiện hết trơn rồi. Đó, anh em về mình sửa chỉnh thêm để mình chơi cây bình thường ha. Cây sưu tập chơi thôi chứ cũng không phải cây gì nó cũng dữ như bạn. Nói chung cây này cây thường, cây hàng chợ thôi. Đó, nói chung là mình bán thì cũng có này có kia để anh em, nói chung người nhu cầu á, chơi cây đẳng cây cao tiền á thì khác, còn anh em mình tập chơi hoặc là anh em chơi để giải trí bình thường á thì nó lại khác nữa nha bạn, nên nó đủ thứ loại giá chứ. Rồi có những cái cây thì nó cao tiền thì các bạn cũng thông cảm giúp mình ha. Nói chung là cây mình làm nó cũng tùy vào công sức của mình thôi. Rồi thì đi vào thông số của cây sam hương này ha. Tổng chiều cao của cây là được 35, tính từ mặt chậu tới cái đỉnh ngọn. Rồi hoành thân mình đo ở vị trí này nè, nó được 16. Tổng đế mình đo ở đây nè là nó được 36. Rồi cái tán ngang của nó thì 28, tán xuôi nó cũng 28. Nói chung là tàn thông bạn ơi. Đó, cây bay lắc lên trực ha. Đó. Rồi và cây này mình giao lưu thì mình cũng sẽ ship cái chậu luôn cho anh em mình chơi ha. Rồi cây mã 30B này mình cũng xin giao lưu với tất cả bạn mình, giá là 600k. Mình bao luôn phí ship và đi bao luôn cái chậu này ha bạn. Rồi một cây giá 600k, có cây tàn thành phẩm mình chơi khá ok ha. Rút lá rồi không ạ. Bạn nào có yêu thích cây này thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình nha bạn. Đó, cây tán lên là ok rồi. Nếu mà bạn nào có muốn chơi cây này nó đồng thanh đồng thủ hơn, cái chi này nè, các bạn nuôi cái ngọn quýnh ra đây cho nó hơi lả về đây nữa là nó cân đối cây dữ lắm nha bạn. Do cây ít tiền với lại mình không có thời gian mình làm đó, nên thôi cứ để gì giao lưu rẻ rẻ cho anh em mình về dễ chơi ha. Tiếp theo là cây mã 31B nha bạn, là một cây mai chiếu thủy phong cao. Đó, dáng giống như trực văn nhân nè bạn. Văn nhân tàn có một cành rớt nè. Nó ở dưới đây thì nó có một cây tử nha bạn. Đó, cây khá là duyên ha, phong cách nó cũng lạ lạ hay hay. Rồi cây nó cũng đang bông, bữa hổm rày mình chơi nè, nó còn sót lại một ít bông nè ha. Rồi cây này thì tai tán thì cũng có vô dây đi xương xương chân rồi các bạn ơi. Rồi mình cũng mới cuôn cái tàn nhẹ nhẹ lại cho các bạn nhìn thấy cái phong tàn.
cây tuy là mini nhưng mà cũng có vô dây và cũng chuẩn chỉnh lắm ha. Nói chung là cây này quá trình gọi là bán thành phẩm đi. Đó, còn lợp mấy cái mâm đây nữa là cây này chơi khá là hay ha. Đó, bể đế có nha các bạn. Nè. Nói chung nhìn nó cái form dáng của nó thì nó giống giống tự tựa cây thiên nhiên. Đó, như những cái cây ngoài thiên nhiên thôi, nó cũng không có cứng nhắc lắm ha các bạn. Đó, giá mềm mềm cho anh em mình có sưu tầm nhiều dáng thế cây mình chơi ha. Rồi đi vào thông số của cây nha các bạn. Chiều cao của cây á, thì mình đo được là 35, hoành thân ở đây mình đo được là 10, tổng đế cây á, thì được là 28. Cây mã 31B Mai Chiếu Thủy Trung Nu này mình xin giao lưu với tất cả các bạn mình giá là 600k, thì đã ra bao gồm phí ship và khi đi mình gửi luôn cái chậu dĩa này cho các bạn ha. Và cái cây này thì nó thuần trên cái chậu dĩa này nó cũng lâu năm lắm rồi các bạn ơi. Đây nè, rễ nó ăn xuống từ lứa chứ, tại mình nuôi trong cái chậu kia mà. Đó, một cây dáng độc đáo ha. Anh em chỉ bỏ ra 600 ngàn để sưu tập về có cái dáng thế này kia rồi với anh em mình chơi ha. Rồi bạn nào yêu thích cây này thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình nha các bạn. Rồi tiếp theo là một cây cũng khá là đặc biệt trong vườn nhà mình. Và nó là một cái cây nó đặc biệt cũng ít anh em làm để chơi ha. Nói chung nó đặc biệt, rất là đặc biệt đối với mình. Và cái cây này thì mình gọi nó là cây... cái gì có thể gọi nó như là cái mê cung, đúng rồi. Nói chung là cái ý định của mình đặt nó tên là cây mê cung. Và một cái đặc biệt của cái cây này á là mình sửa nó phá vỡ mọi quy tắc tự nhiên. Nói chung là nó không có tự nhiên nha bạn. Là bạn cũng có để ý đó, mình bẻ toàn là co vuông không, nó cái đường co nó toàn đi co vuông không nha bạn. Cây nó mình bẻ theo phong cách nó rũ nhưng mà bắt co toàn là vuông. Đó, gốc vuông thôi nha bạn. Đây, gốc vuông ha. Và mình cũng chia sẻ bạn là để mà sửa được cái gốc mà nó gắt vuông gì nè, là mình sửa từ những cái nhánh non, rồi mình sửa co hơi lơi, rồi một thời gian sau mình mới bắt từ từ 3-4 lần gì nè, mình mới bắt được cái co vuông như vậy. Nói chung là nó không có theo cái quy luật nào hết nha bạn. Nó theo cái cảm hứng mình thích thì mình làm thôi. Nói chung thì đối với mình thì nó cũng khá đặc biệt. Hình như là cái phong cách này thì mình thấy hình như là cũng có bạn ở nước mình cũng có bẻ cái cây nó giống giống gì nè. Đó, nói chung là còn ở đây mình thì coi như ý tưởng thôi. Tại vì cái cây này phong cao rồi, nó cũng không có cái gì để mà mình binh biến cái cây được nữa bạn ơi. Đó, nên ngồi cảm hứng thì mình sửa nó kiểu góc cạnh như vậy nè, cho nó lạ thôi. Đó, đây, rất là quái lạ nha các bạn. Rồi thì đi vào thông số của cây ha. Chiều cao của cây được là 39, hoành thân ở đây mình đo là 10, tổng đế ở đây là 22. Cây 32B này mình xin giao lưu với tất cả các bạn giá là 1 triệu đồng. Cây này giá nó hơi cao do là cái thời gian mình làm. Và cây này hiện tại là chỉ cần tháo dây ra là nó đi theo form gốc vuông rồi nha bạn. Hiện tại mình do là cây nhánh này nó cũng khá yếu nên mình để dây mình cố định một thời gian cho nó đủ cái độ già ha. Rồi cây thì thuần chậu lâu năm lắm rồi bạn. Để mình làm cái cây này thì mình nuôi chậu không nhớ bạn. Đó, mình không có thả đất thả gì hết trơn. Nói chung thì nó sẽ đạt về cái độ già, còn cái độ lớn của cốt cành thì nó không có đạt nổi đâu bạn ơi. Nuôi chậu mà cái chậu xíu vậy nè, ép chậu nuôi cũng 3-4 năm mà. Rồi cây này cái thời gian sửa nó cũng khoảng 1 năm mấy 2 năm rồi đó bạn ơi. Nó thấy nó vậy đó. Nhưng mà để mà nó vô được cái form gốc vuông này thì nó chua ăn lắm bạn ơi. Nó cũng có một số cành mình làm gãy một vài lần rồi tạo tác lại nữa đó bạn ơi. Đó, cây mê cung phá vỡ mọi quy luật tự nhiên nha các bạn. Đó, nó thì nó có cái đặc biệt vậy đó. Rồi 1 triệu đồng, bạn nào có yêu thích cây này thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình ha. Rồi cây tiếp theo là cây mã số 33, một cây linh sam song hình ha, dáng phong tranh. Rồi cây cũng nằm chậu, nói chung là những cái cây mini mình nuôi trên chậu không bạn ơi, không có nuôi ở ngoài để cho nó lớn cốt cành vậy. Nói chung mini thì mình nuôi chủ yếu để mình lấy độ già, còn cây nào mà nuôi cốt cành thì mình đưa ra ngoài mình nuôi cốt cành riêng ha. Linh sam 86 nha bạn. Đó, cây linh sam 86 zin. Rồi cây có nguyên một bộ đế nơm nè, nó quái nha. Rồi dáng thì phong tranh chia mâm tán tầng thôi bạn ơi. Đó, cây này thì nó cũng bình thường để anh em mình có cây mini đó, thành phẩm chơi, tay tán thì về mình tỉa thêm. Và lưu ý các anh chị em mình ha, chơi 86 thì mình lưu ý là mình thường xuyên mình tỉa lá chân theo những cái cốt cành nè. Cốt cành thì mình sửa dây mình bắt chỉnh lắm nha bạn, chứ không phải là sửa thí đâu nha. Đó,
nên là lâu lâu lãi những cái đây nè, lá xương theo xương đường xương này nè, nó tốt cây lở lên bích chịch cái cây luôn, nhìn đã lắm. Nhưng mà nói chung chơi để giữ cái bộ phơm tán thì anh em nên lãi lá cốt cành thường xuyên để tránh là nó che nắng rồi nó bỏ chi đó, thì nó lưu ý chơi 86 nó vậy thôi bạn ơi. Đó, dáng phong tranh rất là riêng duyên ha, để bàn. Rồi 86 này thì là hoa cũng tím nha, rất là sai hoa nha các bạn. Rồi thì đi vào thông số của cây ha, chiều cao của cây được là 20 cm, hoành thân mình đo đây được có 4 cm, là cỡ bằng ngón tay trỏ của mình đây nè bạn. Rồi tổng đế của cây được là 15. Rồi tàn ngang từ đây qua đây của cây được là 30. Chiều sâu của cây thì mình độ chắc cao khoảng 18. Rồi cái mã 33B cây linh sam 86 này mình xin giao lưu với tất cả các bạn, mình giá là 450k, mình bao luôn phí ship và mình ship luôn cái chậu này đi cho bạn ha, chậu gốm nha bạn. Rồi mình đi mình ship trắng trắng để giữ cái chậu gốm lại cho bạn chơi ha. Theo là cây mã số 34, một cây hồng ngọc mai đó, sữa phơm tán thiên nhiên. Rồi tay cốt cành đồ là mình đi chuẩn chỉnh nha bạn. Nó đây cây nó đang full bông hết trơn nè bạn, nó chuẩn bị nở khoảng 2 ngày nữa, nếu mà nó nở thì cái này nụ nó đã lắm bạn ơi. Đây ha, hồng ngọc mai thì bạn nào biết cũng biết hồng ngọc mai đó, khi cái trái nó chín là nó màu xanh. Nếu mà cái vàng này mở đậu trái nó đẹp lắm bạn ơi, để mình xem coi có cây nào có trái ha. Đây nè, đây trái hồng ngọc mai nè, lúc nó chưa chín nè nha bạn, nó xíu xíu à, chín là nó đỏ tươi như trái cherry á, dòng này anh em hay gọi là cherry Thái đó nha bạn. Nó bạn nghĩ là trái nó nhỏ gì mà trên cái phơm cây như vậy nào mà nó chín đỏ hết thì nó đẹp đến mức độ nào ha. Đây bông hoa nó nè, đang full hết trơn luôn các bạn. Rồi cây đánh theo phơm tán thiên nhiên ha, chung hồng ngọc mai mà đánh cái bộ tàn này chơi thì hết ý rồi bạn ơi. Đó cây còn gốc đế thì thôi khỏi bạn ha. Và hồi xưa mình trồng mình nhét cái cục đá vô đây, bây giờ nó ôm cũng cứng ngắc cái cục đá này nữa các bạn. Đó, mình cho nó ôm đá gì luôn để cho nó bớt đơn điệu cái thân cây ha. Rồi thì đi vào thông số của cây, chiều cao của cây được là 26, hoành thân mình đo vị trí này được 10, tổng đế của cây được là 24. Rồi cái mã 34B này mình xin giao lưu với tất cả các bạn, mình giá là 1 triệu đồng, mình bao luôn phí ship và khi CD mình bao luôn cái chậu này, ship luôn chậu về cho các bạn chơi ha. Vậy anh em nào có thích ra cái chậu khác thì ra, còn không cứ để cái chậu này chơi hoặc là thay đất nha. Cây hồng ngọc mai này nó nằm ở cái chậu này cũng khá là lâu rồi nha các bạn. Đó, cái này mà nó nở full bông thì bạn tưởng tượng cái độ nó, mức độ nó phê ha. Đó, cây là mình có sữa vô dây xương râm đàng hoàng nha các bạn. Đây mình cho bạn coi bộ tàn dưới là tàn mình có sữa đàng hoàng nè, rất là thoáng cây ha. Nó chứ không phải là bệnh thí vô đâu. Đó, nói chứ hàng này hàng chợ nhưng mà làm để sau này anh em mình chơi cây phơm dán thiên nhiên, cây này có giá trị cũng khá cao ha. Rồi bạn nào có yêu thích cây hồng mai này cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình ha. Quá trời phê luôn bạn ơi. Tiếp theo là cây mã số 35 nha các bạn, một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Đó, một cây nguyệt quế mini, đây cầm tay thôi bạn ơi, cây thì không có lớn rồi. Và cây này thì thuần chậu đã là 3 năm đó, nên là cốt cành nó cũng không có phát triển lớn thêm được nữa, nó cái phơm cây thì nó cũng nhỏ gọn vậy thôi nè. Đó, cái thân nó bằng ngón tay cái mình thôi bạn ơi. Đó, rồi đã vào dây chỉnh sửa ha, bạn nhìn nè, nó phơm tán có chỉnh sửa ha. Rồi nói chung cây này là nguyệt quế mini để bàn, rồi khi nó ra bông mà nó ra cả chừng 10 bông 20 bông là nó thơm nguyên một cái phòng làm việc bạn luôn á. Bạn để trong phòng làm việc hoặc là phòng khách gì đó cũng khá là ok ha. Nhưng mà khuyến khích bạn cũng phải cho nó ra nắng một ngày ít nhất là cũng phải 2 tiếng đó, và cây nó mới đảm bảo được là cây nó khỏe mạnh xanh tốt ha. Đó, bộ đế đã hết biết rồi, nó nơm sởm nơm hết trơn rồi. Rồi thì bây giờ đi vào thông số của cây ha, chiều cao cây được là 20, hoành thì bằng ngón tay cái mình hoành khoảng hoành 6 thôi bạn ơi. Tổng đế của cây là mình đo hết cái nơm này luôn nè là được 22, tán ngang từ đây qua đây được 33. Cây 35B này mình xin giao lưu với tất cả bạn, mình giá là 600k, thì đã bao gồm phí ship và bao gồm luôn cái chậu này, khi đi thì mình ship luôn cái chậu ha, một chậu gốm men xanh. Rồi bạn nào có yêu thích cây này thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình nha bạn. Rồi cây tiếp theo cũng là cây cuối cùng của cái video clip ngày hôm nay ha, cây mã 36B. Rồi một cây sam hương, một cái sam hương, cây mà giống như cây rễ vậy bạn ơi, nó dáng quái. Và đặc biệt thì cây này là sam hương lá cẩm thạch ha, và ghép lá cẩm thạch nha bạn.
Đây để mình ngắt cái lá lại gần cho bạn xem rõ cái lá cẩm thạch ha, rất là đẹp ha. Rồi cây này bán cho anh em sưu tầm để cây này chơi rồi lấy giống luôn cũng ok nha bạn. Đây giá rẻ cho anh em lấy giống lá cẩm thạch nha. Đó, anh em hỏi hổm rồi mình có đăng cái clip mà bán cây giống sâm hương cẩm thạch đó, thì từ những cái cây thời này nè, rồi có cây mẹ mình để xuống đất để mình chiết nhánh đó. Đó, đó nó rút lá thì cũng y ra rang sâm hương mình thôi, nó là đột biến lá cẩm thạch bạn ạ. Đó, rất là rẻ để cho anh em mình sưu tầm về có cây dáng quái. Cái dáng này cũng khá là quái ha bạn. Đó, do mình mới sang cái chậu này cách đây hơn tuần à, nên cây nó chưa phát. Hồi trước nó nằm trong cái chậu nhỏ lắm rồi, nên cây nó không có đủ dinh dưỡng ăn nên nó lèo èo vậy đó. Đó, rồi còn về cây thì sống khỏe rồi, các bạn yên tâm ha. Này bán chủ yếu để gì cho anh em mình làm giống với lại sưu tầm cái cây với quái cẩm thạch để có chơi ha. Rồi thì đi vào thông số của cây nha bạn. Chiều cao của cây được là 24, hoành thân á, mình đo vị trí này nè, nó được là 16. Rồi tổng đế thì mình đo chỗ này nè, nó cũng được là 20 nha bạn. Rồi cây mã 36B này mình xin giao lưu với tất cả bạn mình, giá là 350k, đã bao gồm phí ship ha. Rồi bạn nào yêu thích thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình ha. Và cây này cũng là cây cuối clip của mình ngày hôm nay, rất mong tất cả các bạn ủng hộ những cái cây bên vườn mình. Đó, bạn nào yêu thích thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình. Và rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn là các bạn cho mình xin một lượt đăng ký kênh để các bạn nhận những thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra cái video clip mới. Và cái thứ hai để động viên cái tinh thần cho mình tiếp tục mình quay cây lên để mình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm. Đó, rồi xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.